Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 24 tháng 11 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.